Trong đây có nhiều tin rất là quan trọng nè. Đó, Nam Kỳ, rồi bán hạ giá hai sổ đất 1890, 132 năm. À, cái khổ của nó là 32 với 25. Cái khổ nhỏ lắm. À, đây là những cái tờ báo mà đầu tiên của ngành báo chí Việt Nam. Xin chào khán giả chương trình HTV Tôi Kể. Tôi là nhà sưu tập Quỳnh Minh Hiệp. Hôm nay đến với chương trình này, tôi xin giới thiệu về cái bộ sưu tập báo chí của Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh trước năm 1975. Đây là cái bộ sưu tập mà tôi thấy là nó mang giá trị lịch sử rất lớn với dòng cành báo chí của Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh. Những tờ báo tôi đã sưu tập trên 20 năm nay rồi. Mà trong bộ sưu tập này đó có một cái tờ mà mang giá trị lịch sử rất là lớn, đó là tờ Gia Đình Báo. Thì cái tờ Gia Đình Báo tôi sưu tập được đó là năm 1890. Ngài phát nhật trình, mỗi một tháng in ra 4 kỳ, cử ngày thứ 3 trong tuần lễ thì phát. Rồi bên đây là giá mua nhật trình. Ai muốn mua thì tới Vinh Quang Hiệp Lý Nam Kỳ, phòng thông ngôn cho người ta biên tên, mua trót năm thì giá 5 đồng bạc. Đó là cái văn phòng của tờ Những Gia Đình Báo ngày xưa đó. Phát hành là ngày thứ 3, mùng 2 tháng 9 năm 1890. Tờ này là do Trương Vĩnh Ký, và chủ tờ soạn đó là ông Huỳnh Thịnh Của. Tờ này là phát hành năm 1865 cho đến năm 1910 thì đình bản. Đây là tờ báo mà chữ quốc ngữ đầu tiên của Việt Nam. Tôi thấy là mang giá trị lịch sử rất là lớn. Tôi đã đi tìm khắp nơi. Tờ báo này thì tôi cũng sưu tập được cách đây vài năm của một nhà nghiên cứu ở Hà Nội. Thì khi biết tôi là đang sưu tập và có công gìn giữ những cái tờ báo, những di sản của bên ngành báo chí, cho nên là ông đã nhượng lại cho tôi cái tờ báo Gia Đình Báo. Đây là cái tờ Lục Tỉnh Tân Văn. Đây. Cái tờ Lục Tỉnh Tân Văn này nó xuất bản từ ngày 15 tháng 11 năm 1907. Chủ nhiệm tờ báo này là Lâm Văn Ngọ. Nó phát hành đến năm 1940 thì nó đình bản. Đây là một trong những tờ báo lâu đời tại Sài Gòn. Đây là cái tờ Lục Tỉnh Tân Văn năm 1938. Mà trong cái tờ báo này á, là có kết quả sổ số của Đông Pháp kỳ thứ nhì năm 1938. Cái nội dung của báo cũng như bây giờ cũng đi tình hình kinh tế, chính trị, rồi cũng như quảng cáo các loại mặt hàng của thời đó như thế nào thì nó có hết. Trong đây thì có cái kết quả sổ số Đông Pháp, thì tôi cũng có cái tờ giấy số đó ra đúng cái ngày đó luôn, kỳ thứ nhì năm 1938. Những cái tờ báo mà trên 100 năm như Gia Đình Báo hay là Lục Tỉnh Tân Văn thì rất là khó khăn để bảo quản, nhưng mình hạn chế sử dụng tay, mình hạn chế tiếp xúc với ánh sáng và để bảo quản cho nó tốt hơn. Cái này là báo Xuân, báo Sự Thật, Chính Luận, báo Cười. Còn hai tờ đọc trong đây nữa nè, Văn Minh với Trung Lập. Mấy tờ này cũng hiếm lắm. Văn Minh năm 1927 là còn 5 năm nữa là đúng 100 năm. Tờ này là tờ Trung Lập 1927 luôn. Đây là những tờ báo hiếm. Trong bộ sưu tập của tôi là trên 500 tờ báo, trên 100 nhật báo của Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh trước năm 1975. Có nhiều là báo Xuân, Tuần Báo, Nguyệt Sang, Bán Nguyệt Sang, có đầy đủ tất cả các loại báo đã phát hành tại Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh trước kia. Những cái tờ báo này á, là có tuổi đời là trên 50 năm rồi, rất là khó khăn mà để lưu lại, ít người còn giữ lắm. Mình phải đi tìm khắp nơi và hỏi những cái người bạn trong giới sưu tập cũng như các nhà nghiên cứu thì ai còn giữ hay là có dư á, thì mình xin nhượng lại. Cái bộ sưu tập báo chí này có thể nói là cũng còn thiếu một vài số, cho nên tôi vẫn tiếp tục tìm kiếm và tôi đã cố gắng để gìn giữ lại, lưu lại cho thế hệ sau, cho các em học sinh, sinh viên có thể tham khảo, học hỏi và có thể đến đây để nghiên cứu về cái lịch sử của ngành báo chí ngày xưa như thế nào.